Đây các bạn. Hàng tôm đúng không? Con này cá hành đúng không chú? À, cái hành đấy, cá tráp đấy. Tay rồi này. To hơn bàn tay luôn. Đấy. Ôi thịt nó phê lắm chú ạ. Chú ở đây kia chú thấy con quay mà chú nói sao lạ, thằng nó quay cái gì mà sao nó lâu ghê vậy? Có nghĩa là con dìu nó à. Nó giật là mình nhả nó tí. Đây nó ăn này các bạn này. Nó đóng vào đây cơ. Mà cái lưới nó nằm ngoài luôn phải không? Vâng, nằm ở ngoài luôn. Nằm nhiều nhà đôi lúc nó dính mà cũng có nữa. Mồm ở đây. Mồm ở đây nhưng mà nó lại đóng vào đây. Xin chào tất cả các bác. Tối nay tôi lại đi câu các bác. Hôm nay thì tôi có một cái vợt mới. Vợ tôi mới làm cho tôi đây. Đấy, chiều nay ra ngoài bờ sông thì là nhặt được miếng lưới này. Cái hôm vợt hôm trước ấy thì nó cái mắt này nó bị mau quá. Thật ra là nước nó không thoát kịp. Khó bắt. Bắt tôm, bắt cá các thứ khó lắm. Nên là làm cái vợt này nó thưa hơn đấy. Thì hiệu quả hẳn các bạn. Tôi vừa ra bắt một lúc mà được mớ luôn này. Trong sổ đỏ lắm rồi. Bác nhìn thấy không? Đấy, tôi bắt lúc mà tôm càng này. Đấy, tôm trứng các thứ này. Cua này. Đấy, có cả cá bống này. Đấy, định bắt mấy con mồi để câu thôi nhưng mà thấy nhiều thế mà vớt phát được mớ luôn. Tí nữa chú câu cùng ra có mồi luôn, đỡ phải bắt. Mấy anh em câu với nhau cho nó vui. Xô luôn. Vừa đi tầm 20 phút các bạn. Chỗ này phải được gần lạng tôm ạ. Cả cá bống. Tôi thả một cái cần rồi. Thả một cần đây rồi, trên thuyền này. Còn một cái cần nữa chưa thả. Mải đi bắt tôm cua quá. Giờ thả nốt cái cần này coi nhá. Không biết hôm nay nó có mổ cho miếng nào không. Lắp nốt cái cần này. Cần. Bây giờ rồi. Cứ xong việc phát tối tầm 9:30 bọn trẻ con đi ngủ hết đấy. Là tôi ra tôi ngồi cho câu lúc mấy chú cho vui. Chỗ này nó gần nhà nó cũng tiện. Đi bộ một xíu ra đây à. Tôi ra vừa ra thì mấy ông chú đi về ăn cơm. Mấy ông chú về hưu là nhiều thời gian này. Mình thì chỉ tranh thủ một lúc buổi tối thôi. Giải trí vậy. Rối hết cả vào với nhau. Ok. Đây cái lưỡi đây các bạn. Bây giờ tôi sẽ chọn một con tôm đẹp đẹp. Móc vào đây. Con này nhá. Được không ạ? Đây các bạn. Con này vừa miếng này. Có mấy con tôm to lắm. Con này để tí nữa chú câu cá này. Tôi chủ yếu bắt tôm càng xanh nên là câu một con nhỏ này. Dễ ăn. Đấy. Móc mồi không anh nhá. Móc con đuôi này. Úi. Tôm khỏe thế. Vừa bắt ở dưới sông lên mà. Đâm vào đuôi nó này. Móc một cái. Ok như này. Ôi, đứt nó càng rồi. Đấy, như này nha các bác nhá. Rồi đi thả rồi.
tôi vừa thả bên trên kia cái cần câu trên cái chỗ này đó. Đấy, cái bát để đây, còn một cái cần để đây. Bây giờ để cái đèn tắt ra để đây để nó dọi vào hai cái đầu cần này. Đấy, ok, xong. Giờ đợi cá cắn nữa các bác. Lát nữa nếu mà có động tĩnh gì tôi sẽ quay phim lại nha các bác nhá, cho các bác xem nhá. Còn bây giờ tôi tạm thời tắt máy đã. Loanh quanh không có gì hay ở đây không? Có gì hay tôi đã quay cho các bác xem. Đợi mấy ông chú với lại mấy ông anh ra. Hàng, con hàng đẹp quá các bạn. Lên cá rồi các bạn, vừa xong không kịp ấn máy quay nó ăn nhanh quá. Có dừng giảm máy này, có dừng giảm căng. Vâng vâng. Đây các bạn. Ăn tôm đúng không? Con này là cá hành đúng không chú? À cái hành đấy, cá tráp đấy. Tay rồi này. To à. Hơn bàn tay luôn. Đấy. Ôi thật nó phê lắm chú ạ. Chú ở đây kia chú thấy con quay mà chú nói sao lạ, thằng nó quay cái gì mà sao nó lâu ghê vậy? Có nghĩa là con dìu nó à. Nó giật là mình nhả tí. Đây nó ăn này con này. Ừ. Nó đóng vào đây cơ. Mà cái lưới nó nằm ngoài luôn không? Vâng, nằm ở ngoài luôn. Đấy, đúng ý. Đó, nằm nhiều rồi nhà, đôi lúc nó dính mà cũng có nữa. Mồm ở đây. Mồm ở đây nhưng mà nó lại đóng vào đây. Ê cái chứ, rình mày mãi. Đây các bạn, tôi vừa chạy về lấy thêm cái này. Bây giờ sẽ đổ cái bọn là mồi này sang bên này. Múc ít nước vào đây. Xong nó. Đây. Cho người anh em. Khỏe lắm. Đây các bạn. Em cá hành đầu tiên tôi bắt được đây. Ui. Các bạn xem này. Ui hơi tròi. Đây các bạn nhá. Ui, nãy mải giật nó quá. Không kịp quay phim cho bác xem cái lúc mà lôi nó lên này. Tiếc quá. Để tôi cho cái máy quay nó tối xuống chút cho nó rõ. Đây. Các bác này, nhìn bàn tay rồi này. Đấy, nó to hơn bàn tay mà. Con về bây giờ đây. Vâng. Quay lên đẹp thật chú ạ. Đẹp không? Đẹp chú. Nhìn này. Ăn đúng chỗ này luôn. Đúng mỏ luôn. Thôi bây giờ về đi ngủ ngon rồi. Đêm nay ngủ ngon quá luôn. Chết mất hết mấy cái đống tôm nữa bắt rồi. Bây giờ sẽ bỏ xô không à. Thôi, cá thì cũng đổ hết nước rồi đi.
chứ sách sách nước về làm gì. Rồi con để im con cá như vậy, con đem về cái con lấy gói luôn vào nhỉ. Lấy bao nhiêu lông bỏ vô, bao nhiêu lông cái gói là dục tụi đông rồi sao? À. Đừng có rửa cái gì hết. Ai. Rồi. Đây đây nắp lại. Rồi nắp. Thành tích hôm nay bỏ cái máy quay nhỏ vào vào kia. Con bỏ rồi. Đâu đâu. Không cần. Không cần lại đi.